Xin chào quý vị và các bạn. Tôi đang cầm lái chiếc Innova. Đây là phiên bản V. Phiên bản V này chính là phiên bản cao cấp nhất của dòng Toyota tại thị trường Việt Nam. Chiếc xe này thì có giá bán rơi vào khoảng 945 triệu đồng sau khi hoàn thiện tất cả các chi phí. Tổng thể của chiếc xe lăn bánh ở biển Hà Nội thì sẽ rơi vào khoảng tầm 1,1 tỷ. Còn lại ở tỉnh thì sẽ khoảng tầm 1 tỷ 090 triệu, 80 triệu gì đó. Thật ra chiếc Innova này thì khi mà sản xuất thì Toyota Việt Nam cũng đã tính đến việc đấy là chiếc xe này sẽ chỉ đáp ứng cho một chiếc xe gia đình thực thụ. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất là chiếc xe này rất rộng rãi, và đặc biệt là nội thất tiện nghi đẹp, không thua kém bất kỳ một mẫu xe nào trên thị trường. Tuy nhiên thì giá bán của chiếc xe này theo cá nhân tôi thấy là nó hơi cao một chút. Mặc dù vậy thì với cái số tiền bỏ ra như thế, chúng ta sẽ có một chiếc xe như thế nào? Thứ nhất là một chiếc xe MPV 7 chỗ đa dụng, chuyên chở rất là tốt. Và đặc biệt là cái khoang không gian nội thất của chiếc Innova này thì bao giờ cũng được đánh giá là rộng rãi nhất trong phân khúc. Ngồi các dòng xe 7 chỗ loại MPV thông thường như thế này thì không có một chiếc xe nào rộng bằng Innova ở thời điểm hiện tại. Có thể các bạn đang so sánh đến Sedona. Tuy nhiên thì mức giá của Sedona thì các bạn cũng biết rồi. Bản cao cấp nhất thì lên đến 1,4 tỷ, 1,429 tỷ. Trong khi đó cái bản thấp nhất thì cũng tầm 1,1 tỷ, 1,50 tỷ gì đó. Có nghĩa là giá bán của chiếc Sedona đã thuộc hàng MPV cao cấp hơn một chút rồi. Các bạn thấy tổng thể của nội thất của chiếc Innova này thì về cơ bản rất là đẹp. Những cái chi tiết như thế này đấy, tất cả những chỗ này là gỗ hết này. Trên này chúng ta sử dụng nhựa nhưng mà là nhựa mềm, không phải nhựa cứng nhá. Ở dưới này các bạn thấy này, mạ bạc này, những cái đường chỉ nó chạy này, rất là đẹp. Màn hình DVD cao cấp đi kèm theo xe. Và đây là loại màn hình 7 inch đi kèm với 6 loa. Vô lăng của chiếc Innova này thì cũng được Toyota rất là chỉn chu. Chúng ta sẽ có được khâu da này, sau đó thì là ốp gỗ và mạ bạc. Tích hợp đầy đủ tất cả các nút bấm, thậm chí là cả ra lệnh bằng giọng nói. Cụm đồng hồ của chiếc Innova này cũng khác biệt hoàn toàn so với các bản còn lại. Rất là đẹp, đồng hồ Optitron siêu sáng. Ở đây chúng ta có một cái dải đèn trần này, cực kỳ đẹp. Nếu mà chiếc Innova này có thêm cái cửa sổ trời nữa thì tôi nghĩ là nó sẽ hoàn hảo hơn. Vì nói gì thì nói, nếu với một chiếc xe rộng như thế này, tầm quan sát tốt, chúng ta có thêm một cái cửa sổ trời đây nữa, nó sẽ rất là thoáng. Và đặc biệt là chúng ta sẽ được hòa mình vào thiên nhiên ở trong những cái chuyến đi dài, những cái chuyến đi mà về đồng quê. Như thế thì cũng rất là tuyệt vời. Cái xu hướng của dòng xe hiện tại thì tôi thấy là thứ nhất là phanh tay điện tử, thứ hai là cửa sổ trời, thứ ba là các tính năng khác đi theo kèm, ví dụ như cruise control này, chân ga tự động các thứ là đều được tích hợp đầy đủ. Thì tôi cũng rất hy vọng là trong những cái bản cải tiến sắp tới, Toyota cũng sẽ yêu chiều người dùng hơn một chút bằng cách bổ sung những cái tính năng option như vậy. Ngoài ra thì với một chiếc xe cỡ lớn như thế này, nếu có thêm cái hệ thống cảnh báo điểm mù hoặc là cảnh báo va chạm sớm, cảnh báo phương tiện cắt ngang được trang bị trên dòng xe khoảng 1 tỷ, hơn 1 tỷ gì đó, tôi nghĩ rất là tuyệt vời. Và đó là những tính năng thực sự hữu ích. Bởi vì bây giờ những tính năng như thế thì có trên xe của Việt Nam mình nó không nhiều đâu. Các bạn đa số đều phải tìm và lắp thêm thôi. Thì chỉ có duy nhất một nơi mà bây giờ có thể lắp được thôi, đó chính là bên Thiên Minh Auto Safety. Hệ thống này thì tôi có tìm hiểu qua rồi. Họ phân phối tất cả các sản phẩm liên quan hỗ trợ lái xe an toàn. Trong đó cái bộ cảnh báo va chạm Mobileye đến từ Israel thì thật sự là tuyệt vời và hữu ích. Tôi cũng đã lắp thử cái thiết bị đó trên chiếc Vios của mình rồi và hoạt động hoàn hảo, không chê vào đâu được. Mức giá thì rất là mềm, nó chỉ đâu đó khoảng, đợt đấy tôi lắp mất 800 đô, tức là tương đương với khoảng 16 triệu thôi. Nhưng mà tuyệt vời lắm. Thôi, lan man thế đủ rồi, tôi quay lại chiếc Innova này một chút. Các bạn có nghe thấy cái âm thanh gì bên ngoài không ạ? Tôi không nghĩ là chiếc Innova thế hệ này nó lại chống ồn và cách âm tốt đến như vậy. Thật sự là hơi bất ngờ một chút. Máy 2.0 của chiếc Innova này cũng không thể đòi hỏi cái khả năng tăng tốc ấn tượng được. Nó cũng chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải, đáp ứng đủ nhu cầu Hộp số đi kèm là hộp số tự động 6 cấp và có chuyển chế độ lái bán tự động, sẽ phù hợp hơn để cho chúng ta mà đi vào những cái cung đường xấu hoặc là cần cái lực kéo tốt hơn từ hệ thống dẫn động của xe. Chiếc Innova này thì trên đăng ký sẽ là 7 chỗ ngồi, tại vì cái khoang ở giữa của hàng ghế thứ hai này nó tách hẳn nhau ra, nó không giống như phiên bản E với phiên bản G, tức là nó đính liền. Nếu mà phiên bản E và phiên bản G thì sẽ là 8 chỗ ngồi, còn chiếc Innova V này thì trên đăng ký đăng kiểm chúng ta nó chỉ là 7 chỗ ngồi thôi. Để các bạn, một số khách hàng cũng hay thắc mắc với tôi là tại sao có chiếc Innova thì 7 chỗ, có chiếc Innova thì 8 chỗ. Đấy chính là cái lý do của nó. Đối thủ chính của Innova vào thời điểm hiện tại trên thị trường Việt Nam thì thật ra nó không có nhiều, gần như là Innova một mình một ngựa một phân khúc thôi. Hiện tại chiếc xe này thì chúng tôi đang bán ra với mức giá khoảng hơn 900 sau khi mà đã trừ với các chi phí khuyến mại đấy. Chiếc xe này sẽ được hỗ trợ trả góp lên đến 85% giá trị xe. Và tôi cũng gọi là có một chút chia sẻ tại sao chúng ta lại bỏ ra số tiền có thể nói là cao như vậy để lựa chọn một chiếc Innova. Thì tôi cũng phải nói thật với quý vị các bạn là chiếc xe này, nó sẽ rất hợp với những cái công ty của Nhật Bản, những cái văn phòng dành cho người nước ngoài. Tại vì với chiếc xe này chúng ta sẽ có đầy đủ tất cả những cái tiện ích mà chúng ta cần trên một cái xe gọi là xe gia đình và phục vụ nhu cầu đi lại nhiều. Tại sao nó không phải là bản G? Tại vì bản G thì nó giá thì rẻ hơn tầm 100 triệu đấy, nhưng mà tuy nhiên thì nó không đẹp như này đâu. Những cái chi tiết như này, các vị trí ốp gỗ như này nó sẽ không có ốp gỗ đâu, mà nó chỉ là nhựa cứng. Ngoài ra thì start top, đề nổ, chìa khóa thông minh, chiếc xe này có đầy đủ, còn các bản còn lại cũng không có. Hiện tại những cái chiếc Innova V này trên thị trường ấy thì trung bình chúng tôi bán ra cứ 10 chiếc Innova thì sẽ có khoảng chỉ 2 chiếc Innova V này. Và phần lớn những người chọn Innova V thì thật sự là tôi nghĩ là họ không sai đâu, thật sự là họ không sai đâu. Có sử dụng chiếc xe này rồi mới thấy nó thuận tiện như thế nào. Hàng ghế sau, các vị trí hàng ghế sau, hàng ghế thứ hai thì gặp một chạm lật rất là nhẹ nhàng, chỉ cần một thao tác nhỏ đấy, thậm chí là chỉ cần một bạn nhỏ 5-6 tuổi cũng có thể lật được rồi, tại vì nó có trợ lực rất là nhẹ. Hàng ghế sau cùng thì rất là thoải mái, cao 1m75 ngồi ok, không vấn đề gì cả, không chạm đầu. Và đặc biệt là có tất cả các cửa gió cho tất cả các vị trí ghế ngồi. Do đó là chúng ta sẽ luôn giữ được cái không gian thoáng đãng trong xe, mát mẻ. Chứ vào thật sự vào mùa hè như thế này mà nếu chúng ta không có cái điều hòa cho tất cả các vị trí thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ không thể thở được trong cái điều kiện thời tiết Việt Nam như bây giờ. Chiếc Innova V này thì Toyota Thăng Long chúng tôi cũng có xe lái thử đấy. Nên quý vị các bạn nếu mà có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo số máy ở bên dưới, đặt lịch lái thử trải nghiệm cái dòng Innova này. Ngoài chiếc Innova V phiên bản cao cấp nhất này, chúng tôi còn bán trên thị trường thêm 3 phiên bản Innova nữa. Đó chính là Innova E này, số sàn. Chiếc xe này là được có lẽ là bán chạy nhất của dòng xe Innova. Chiếc xe thứ hai đó là Innova G số tự động. Innova G số tự động thì chúng ta coi như là một bản thiếu ở chiếc Innova V đi. Trang bị các thứ nó gần giống như chiếc Innova E số sàn, nhưng mà nó được trang bị số tự động. Cao hơn một chút ấy, thì chúng ta có thêm một cái phiên bản là phiên bản Venturer, bản đặc biệt. Chúng ta sẽ có 3 màu sắc để lựa chọn thôi, màu đen, màu đỏ và màu trắng. Với giá bán của chiếc Innova Venturer nó là 878 triệu đồng. Và cao cấp nhất chính là chiếc Innova V này. Để mọi thông tin chi tiết liên hệ về cái dòng xe Innova cũng như là cần tư vấn về các sản phẩm xe của Toyota thì các bạn cứ đừng ngần ngại liên hệ với tôi nhé. Tôi có thể hỗ trợ các bạn bất kỳ lúc nào, bất kỳ những thắc mắc gì liên quan đến xe mới, xe cũ và các thủ tục. Rồi, ok, tôi xin phép kết thúc cái video ở đây và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở trong những cái video clip tiếp theo. Xin chào.